Rồi xin chào các bạn trong video ngày hôm nay mình sẽ review chân thật cho các bạn về một cái phần mềm edit video hoàn toàn tự động có tên là Recut ha các bạn. Đây là cái phần mềm nghe nói là rất là nổi tiếng ha và mình sẽ xem coi là cái phần mềm này nó có nhiều lượt truy cập hay không. 45.000 lượt chi cập một tháng cho một cái trang web đơn giản như thế này. Chắc là nó có cái điều gì đó rất là hay ho ha thì nó để nè các bạn bạn đã đã từng dành hàng giờ đồng hồ để loại bỏ những cái khoảng lặng thủ công manual là thủ công ra khỏi cái video của bạn khoảng lặng là sao các bạn khoảng lặng á là những cái khoảng mà người ta không có nói chuyện á nếu như các bạn cứ để khoảng lặng lâu quá thì người xem á họ phải chờ đợi để xem cái đoạn tiếp theo đúng không vậy thì nó sẽ gây ra cái cảm giác nhàm chán cho người xem đúng không vậy thì chúng ta sẽ cắt bỏ những cái khoảng lặng đó đi để cho cái video của chúng ta có nhịp điệu nhanh hơn ha và nó sẽ à, thu hút người xem cái video đó dài hơn thì nó để nè, chức năng của Record đó Record là tên của cái phần mềm ha, nó sẽ loại bỏ những cái khoảng lặng này một cách tự động chỉ trong vài giây nghe nó rất là ảo đúng không các bạn, từ vài giờ xuống vài giây mình sẽ vào các kết và mình làm cho các bạn thử nha. Mình sẽ dùng các kết rồi sau đó mình sẽ dùng cái phần mềm request này. Hai cái phần mềm này đều có chữ kết ở phía sau đúng không? Nhưng mà hai cái này nó rất là khác biệt các bạn. Rồi mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn nha. Ví dụ như mình bấm tạo dự án nè, rồi mình dùng các kết trước rồi sau đó mình sẽ dùng request sau để cho các bạn thấy rõ cái sự khác biệt nha các bạn. Rồi đầu tiên mình sẽ nhập cái video vào. Ở đây thì mình có một cái video khá là dài. Cái video này đã được một khách hàng của mình tạo thuyết minh rồi, tức là lòng tiếng Việt vào cái video Video này là 39 phút, rất là dài ha các bạn. Nếu như mà chúng ta muốn loại bỏ những cái khoảng lặng trong cái video mình sẽ zoom ra một tí ha. Ví dụ như thế này. Rất vui khi có bạn đây. Đó, các bạn thấy không? Những cái khoảng lặng là những cái khoảng mà nó không có con sóng âm thanh ở đây nè các bạn thấy cái con sóng âm thanh ở đây không? nó sẽ khá là cao ha các bạn và những cái mà nó không có khoảng lặng á, thì nó chống trơn ở đây và các bạn thấy là nếu như mà chúng ta muốn loại bỏ thì chúng ta phải uh, cắt ở đây ha chúng ta cắt ở đây rồi sau đó chúng ta sẽ chọn vào và chúng ta nhấn phím backspace để cho cái khoảng lặng nó uh, không còn kéo dài nữa và các bạn có thể thấy là một cái video mà dài rồi một cái video mà 39 phút như thế này thì các bạn phải cắt rất là nhiều các bạn phải cắt hàng ngàn cái đoạn cắt khác nhau ha các bạn và để cắt được như thế này thì đúng như người ta nói là phải dành hàng giờ đồng hồ có nghĩa là các bạn phải dành 7 đến 8 tiếng đồng hồ chỉ việc là cắt những cái đoạn âm thanh này bỏ thôi. Cái việc này nó khá là nhàm chán và nó khá là vô nghĩa ha các bạn, bởi vì nó không mang lại một chút lợi ích nào cho bạn hết ha. Thời gian đó các bạn có thể uh, đọc sách, các bạn có thể học một cái khóa học nào đó, nó mang nhiều lợi ích cho bạn hơn. Rồi Bây giờ mình sẽ thử cái phần mềm Recut nha. Nói chung là cái phần mềm cắt kết là thua rồi, không có làm ăn gì được hết. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái phần mềm Recut coi có đúng như là nó nói hay không ha các bạn. Và mình đã thử nó rồi, mình thấy nó hay và mình đã mua bản quyền uh, của nó luôn rồi ha các bạn. Mình để uh, mình review chân thật cho các bạn, giá của cái phần mềm này nó không hề rẻ một chút nào hết, 129 đô tức là 3,2 triệu ha các bạn. Rồi mình sẽ review chân thật cho các bạn nè mình vừa mở cái phần mềm Recut lên và cái giao diện của nó rất là đơn giản ha. Nó có một cái vùng để chúng ta nhập video. Chúng ta chỉ cần bấm vô cái dấu tròn tròn ở đây thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cái video vào và bây giờ chúng ta sẽ nhấn Open. Coi có phải là mất vài giây để nó cắt bỏ những cái khoảng lặng hay không. Và như các bạn thấy là mình vừa nhập vô là nó đã cắt cho mình những cái đoạn mà khoảng lặng rồi ha các bạn. Các bạn thấy cái phần đỏ đỏ ở giữa không? Đó chính là khoảng lặng ha. Các bạn để ý nè, mình phóng to ra cho các bạn thấy nè, mình phóng to ở chỗ này nha các bạn. Nó thì các bạn thấy khoảng lặng ở đây. Rồi nó có để một vài cái thông số nè. Cái video này có độ dài là 39 phút 19 giây. Nó cắt xuống còn 32 phút 55 giây, tức là cắt đâu đó khoảng 6, 7 giây gì đó ha các bạn. Và nó đã cắt ra làm 832 cái đoạn. Các bạn thấy một cái màu đỏ nó như vậy nè là 832 cái đoạn ha. Thực ra là các bạn phải nhân nhân đôi nha các bạn. Tại vì ở đây là một cái dấu cắt đúng không? Ở đây cũng là một dấu cắt thì thực ra là nó tới 1664 cái đoạn cắt lận ha tức là các bạn cắt rất là nhiều luôn nhưng mà đưa lên cái phần mềm này nó sẽ cắt một cái một ha các bạn đó các bạn thấy rất là hay và bây giờ nếu như mà mình muốn uh, lấy những cái uh, video đã được cắt đó, thì rất là đơn giản thôi mình chỉ việc nhắn export và mình chọn cái định dạng video ha uh, mp4 là video đó. sau đó mình sẽ bấm vào cái mục là xuất bản rồi sau đó mình sẽ chọn cái thư mục mà mình muốn lưu và mình bấm save và chỉ đợi đâu đó khoảng 1 2 phút thôi là cái video nó sẽ xuất bản cho các bạn và các bạn uh, sẽ thấy là cái video này sẽ không còn cái khoảng trống nào nữa hết ha các bạn. Rồi cái phần mềm này á uh, nó giá của nó là 129 đô tức là 3,2 triệu hơn 3,2 triệu. Các bạn có thể bấm vô download trial để đăng ký dùng thử ha. Nó sẽ cho phép bạn dùng thử 5 lần những cái tính năng vừa rồi đó các bạn điền email của các bạn vào các bạn bấm vô get do free trial sau đó các bạn kiểm tra email của các bạn sau đó nó sẽ gửi đường link cho các bạn download và các bạn dùng thử hay các bạn các bạn tải về máy tính dùng thử thì như mình nói là cái phần mềm này nó khá là đắt nếu như mà các bạn muốn mua với giá rẻ hơn á chỉ có chưa đến 500 ngàn thì các bạn có thể liên hệ mình ha mình sẽ gửi cái mã kích hoạt cho các bạn và cái phần mềm này là cái phần mềm chính hãng nha các bạn, các bạn không cần phải uh, bỏ ra 3,2 triệu mà các bạn uh, trả cho mình chưa tới 500 ngàn là các bạn đã có thể sở hữu cái phần mềm này rồi. thì tí nữa mình sẽ cho các bạn xem kết quả ha các bạn. rồi cái video xuất bản xong á các bạn nó sẽ để là export complete ha, rồi mình sẽ bật cái video này lên nghe xem có mượt mà hay không nha. ở đây, hãy xem nào. trước hết xin chúc mừng. Chúc mừng. Bạn, bạn thật sự thật đã làm là một điều ấn tượng trong phiên điều trần đó. Chuyển bạn đã đạt được điều mà rất ít người làm được. Thứ gọi là, là sự đồng thuận lớn đảng đồng trong, trong chính, chính trị Hoa Kỳ. Đều điều đều đó đều thật tuyệt vời. Tin xấu là sự đồng thuận đó phần lớn dường như là chúng, chúng ta nên cấm TikTok. Ta sẽ nói về điều đó trong phút bắt. Và tôi tò mò, nhưng trước khi bàn đến việc đó, chúng tôi cần tìm hiểu về bạn. Với tôi thì bạn dường như là... Đó, các bạn thấy nó cắt rất là mượt luôn ha các bạn. Và nó cắt hơn 39 phút chỉ trong vòng vài giây thôi chúng ta chờ xuất bản thì nó hơi lâu chút ha nhưng mà lâu thì nó cũng có một hai phút gì thôi các bạn ha vậy thì mình đánh giá rất là cao cái phần mềm Recard này ha rồi nếu như các bạn thấy cái phần mềm này hay thì các bạn có thể liên hệ mình mua với giá là vài trăm ngàn để sử dụng trọn đời luôn ha các bạn và nếu như các bạn thấy cái video này hay thì hãy cho mình một subscribe và một like nha cảm ơn các bạn